Kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mưa dông tiếp tục xảy ra vào buổi chiều ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó, ở miền Bắc thì mưa giảm nhanh, từ ngày mai trời nắng nhiều và nóng trở lại. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo là mưa còn xuất hiện trong đêm nay và sáng sớm mai. Trưa chiều mai thì trời nóng lên và nhiệt độ sẽ tăng lên đạt ở mức là 33 độ và tiếp đà tăng nhiệt cho đến cuối tuần này. Trong đó, các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ. Không riêng gì thủ đô Hà Nội, mưa cũng đang giảm dần ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Dự báo đêm nay, sáng sớm mai thì chỉ còn một số tỉnh thành như là ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên hay Bắc Giang là còn mưa nặng hạt. Chỉ ít điểm mưa to, nhưng mà bà con sinh sống ở các sườn đồi dốc thì vẫn cần phải đề phòng với nguy cơ về sạt lở đất. Bởi vì là mưa đã diễn ra trong nhiều ngày qua, làm cho kết cấu đất đá giảm độ kết dính. Với khu vực miền Trung, ngày mai nắng nhiều hơn. Nóng nhất là thành phố Quảng Ngãi và Huế, 35-36 độ. Còn lại các nơi khác trong khoảng nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trời chỉ nắng trong buổi sáng và trưa. Còn chiều mai, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở cả hai khu vực này. Trong đó, khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to cục bộ. Thời gian mưa nhiều nhất đó là từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, đề phòng với tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, ra tới ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh. Quanh huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai có nắng, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa khu vực này trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.